Chào mừng các bạn đã đến với Bình luận viên Hải Thanh Story. Mẹ thiên nhiên luôn chứa những điều bất ngờ, mới mẻ, kích thích trí tò mò, ham muốn chinh phục của con người chúng ta. Và trong chủ đề ngày hôm nay, hãy cùng nhau đi tìm hiểu đâu là top những đỉnh núi cao nhất thế giới. Trước khi đi vào chi tiết thì có một thông tin nhỏ, chính là cả 10 đỉnh núi ngày hôm nay đều nằm tại châu Á. Tại vị trí thứ 10, cái tên đầu tiên mà chúng ta nhắc đến là một đỉnh núi có tên là đỉnh Annapurna. Đỉnh Annapurna thuộc dãy núi Himalaya và nằm ở phía bắc của đất nước Nepal. Khối núi Annapurna này thì có bao gồm 30 ngọn núi và có độ cao hơn 6.000m. Trong đó đỉnh Annapurna, chính xác là Annapurna 1, là đỉnh núi cao nhất của khối với độ cao là 8.091m. Annapurna trong tiếng Phạn có nghĩa là nữ thần thu hoạch. Đứng ở vị trí thấp nhất trong danh sách ngày hôm nay, Annapurna lại được xem là một trong những đỉnh núi khó chinh phục nhất trên thế giới, với tỷ lệ người tử vong cao khi leo đỉnh núi này hơn bất kỳ một đỉnh núi nào khác ở trên thế giới. Tỷ lệ tử vong khi leo đỉnh này là 32%, trung bình cứ khoảng 10 người thì sẽ có 3 người tử vong. Điển hình là vào tháng 3 năm 2012, đã có 191 cuộc chinh phục Annapurna 1, và trong đó đã có 61 người thiệt mạng trên núi. Không chỉ có thế, vào tháng 10 năm 2014, đã có ít nhất là 43 người thiệt mạng do bão tuyết và dẫn đến việc tuyết lở xung quanh Annapurna, khiến đây trở thành thảm họa leo núi tồi tệ nhất tại Nepal. Mặc dù ẩn chứa rất nhiều nguy hiểm, nhưng Annapurna lại là một điểm leo núi thu hút rất nhiều người yêu mạo hiểm trên thế giới. Con người ta là vậy, những gì càng nguy hiểm, càng đáng sợ thì lại càng trở nên hấp dẫn và thu hút. Chính vì vậy, đỉnh Annapurna lần đầu tiên được chinh phục từ rất sớm, vào năm 1950 bởi hai nhà leo núi người Pháp. Và đây cũng là đỉnh núi cao trên 8.000m đầu tiên được con người chinh phục. Với độ cao 8.126m, Nanga Parbat là đỉnh núi cao thứ 9 thế giới. Nanga Parbat nằm ở phía cực tây của dãy núi Himalaya, thuộc phía bắc đất nước Pakistan. Đây cũng là đỉnh núi cao thứ 2 tại quốc gia này. Đối với người bản địa Pakistan, đỉnh Nanga Parbat được đặt tên là Deamir, có nghĩa là nơi ở của những nàng tiên. Người ta tin rằng nữ hoàng của các nàng tiên đang trú ngụ trong một tòa lâu đài bằng pha lê, được canh giữ bởi những con rắn tuyết và ếch nhái khổng lồ tại đỉnh Nanga Parbat. Nằm ở phía nam của sông Ấn, Nanga Parbat còn được mệnh danh là núi sát thủ, khi đã cướp đi sinh mạng của rất nhiều nhà thám hiểm, những nhà leo núi tới từ nhiều nơi trên thế giới. Vào năm 1895, hai nhà thám hiểm có tên là Albert Mumery và Norman Coley đã cố gắng chinh phục đỉnh Nanga Parbat. Thế nhưng, thậm chí Mumery đã tử vong vì gặp phải một trận báo tuyết dữ dội. Theo những ghi chép được tìm thấy, thì Nanga Parbat là đỉnh núi đáng sợ nhất mà những nhà leo núi đã từng chinh phục, với nhiều dặng núi đá khổng lồ, với sông băng treo lơ lửng cùng những lớp băng dốc thẳng đứng. Mãi đến tận năm 1953, đỉnh núi này mới được chinh phục lần đầu tiên bởi một nhà leo núi người Áo có tên là Hemabu. Tính đến năm 2012, đã có ít nhất là 68 người thiệt mạng trong quá trình leo núi này và là đỉnh núi nguy hiểm thứ 3 thế giới với tỷ lệ tử vong là 22,3%. Vị trí thứ 8 cũng là cái tên tới từ dãy Himalaya, đỉnh Manaslu. Đỉnh Manaslu nằm ở phía tây đất nước Nepal với độ cao là 8.163m. Đỉnh núi này còn được mệnh danh là núi của trời. Manaslu trong tiếng Phạn có nghĩa là trí tuệ và linh hồn. Cũng giống như cái tên, Manaslu là một ngọn núi chết chóc và cực kỳ nguy hiểm đối với tất cả những người muốn chinh phục nó. Theo nhà leo núi chuyên nghiệp có tên là Stephen Sepa, đỉnh Manaslu là một bước tiến mà các nhà leo núi cần thực hiện trước khi đến với đỉnh Everest. Nhiều người đã bị hấp dẫn bởi đỉnh Manaslu trước cả đỉnh Everest vì độ cao hơn 8.000m so với mực nước biển. Ngoài ra, những nhận định về đường đi dễ cũng làm cho nhiều người chọn Manaslu trước Everest. Tuy nhiên, bên cạnh những điều kiện thực tế về địa hình, ngọn núi Manaslu lại là một trong những nơi thường xảy ra các vụ lở tuyết. Đây là lý do tại sao người dân địa phương gọi đây là ngọn núi chết chóc. Tính cho đến năm 2008, đã có khoảng hơn 297 lượt khách đến với mong muốn chinh phục ngọn núi và 53 người trong số này đã thiệt mạng. Và ngọn núi này lần đầu tiên được chinh phục bởi một nhóm những nhà leo núi người Nhật Bản vào năm 1956. Ở độ cao 8.167m so với mực nước biển, đỉnh núi có cái tên rất khó đọc, Dihaulagiri 1 là đỉnh núi cao thứ 7 thế giới. Đỉnh núi có cái số 1 này thì thuộc khối núi cùng tên là Dihaulagiri của dãy Himalaya. Đây không chỉ là ngọn núi cao thứ 7 thế giới mà còn là ngọn núi cao nhất trong lãnh thổ của đất nước Nepal. Đỉnh này được ngăn cách với núi mà chúng ta đã đề cập, đó là Annapurna ở phía đông, bởi một hẻm núi và một con sông. Tên của đỉnh núi này trong tiếng Phạn có nghĩa là ngọn núi băng tuyết.
Đúng như cái tên của nó, đỉnh Dahaulagiri sở hữu cho mình vẻ đẹp mà khó có nơi nào sánh được với lớp tuyết dày trắng phủ ở bên ngoài. Điểm đặc biệt nhất là ở đây, chỉ là người chinh phục được đỉnh núi này có thể chiêm ngưỡng được đường chân trời tuyệt đẹp. Tuy nhiên, đỉnh Dahaulagiri 1 cũng được ghi nhận là một trong những đỉnh núi khó nhằn nhất với những nhà leo núi bởi địa hình trắc trở và thời tiết khắc nghiệt. Đỉnh này lần đầu tiên được chinh phục vào năm 1960 bởi một đội gồm những nhà leo núi tới từ Áo, Thụy Sĩ và Nepal. Một sự thật thú vị là Dahaulagiri 1 từng được cho là ngọn núi cao nhất thế giới vào năm 1808, nhưng sau đó thì những khảo sát địa chất đã cho chúng ta kết quả như hiện nay, nó chỉ là đỉnh núi cao thứ 7 thế giới mà thôi. Ở vị trí thứ 6 của bảng xếp hạng là đỉnh núi có tên Chōyū, tọa lạc ở khu vực giữa Trung Quốc. Đỉnh này thì nằm ở khu vực Tây Tạng, cách đỉnh Everest khoảng 20 km về phía Tây. Đỉnh Chōyū có độ cao là 8.188 m so với mực nước biển, và trong tiếng Tây Tạng nó có nghĩa là nữ thần Ngọc Lam. So với tất cả các đỉnh núi cao hơn 8.000 m, đỉnh Chōyū được những nhà thám hiểm đánh giá là đỉnh núi dễ để chinh phục nhất, dễ trong ngoặc kép thôi nhé, còn đỉnh nào cao thì cũng khó chinh phục hết, bởi vì nơi đây có độ dốc vừa phải, thoai thoải, cũng như không có quá nhiều những vụ lở tuyết dẫn đến những tai nạn đáng tiếc. Tuy nhiên, chỉ ở ít nguy hiểm hơn so với những cái tên còn lại trong top thôi. Còn để chinh phục ngọn núi này, những nhà leo núi vẫn cần phải trang bị kỹ lưỡng, dụng cụ leo núi và bảo hộ để có thể đảm bảo an toàn trong suốt chuyến đi. Ước tính thì chi phí cho một lần leo đỉnh tại Chōyū có thể lên đến mức 28.420 euro, tức là đã gần 800 triệu tiền Việt. Hai nhà leo núi người Áo gồm có Herbert Tichy và Joseph Chopler, cùng một người bản địa Tây Tạng, một người dẫn đường, là những người đầu tiên chinh phục thành công đỉnh này vào năm 1954. Ban đầu thì Chōyū được cho là ngọn núi cao thứ 7 thế giới, nhưng đến năm 1984, ngọn núi này được đo đạt lại và tiến lên vị trí thứ 6 thế giới với độ cao là 8.201 mét. Nhưng đó vẫn chưa phải là số liệu cuối cùng, bởi vì đến năm 1996 thì chính phủ ở Nepal đã cho đo lại và số liệu chính xác về độ cao của ngọn núi này là 8.188 mét, vẫn ở vị trí thứ 6 trên thế giới. Vị trí thứ 5 thuộc về một đỉnh núi có tên là Makalu, tọa lạc ở biên giới giữa Nepal và Trung Quốc, cách đỉnh Everest 19 km về phía đông nam. Đỉnh Makalu đương nhiên rồi cũng thuộc dãy núi Himalaya. Ở độ cao 8.485 m so với mực nước biển, đỉnh Makalu nổi tiếng với hình dạng như một kim tự tháp và có hai đỉnh phụ, gồm có Makalu 2 ở độ cao 7.678 m và Chomolonjo ở độ cao là 7.804 m. Vì nằm ở vị trí hoàn toàn cách biệt nên là Makalu có địa hình vô cùng nguy hiểm, cũng như là một trong những đỉnh núi khó nhất thế giới để mà những nhà leo núi chinh phục. Những người chinh phục cần phải cực kỳ dày dặn kinh nghiệm leo núi băng và cả leo núi đá nữa, một sự kết hợp hoàn hảo của hai yếu tố. Vào năm 1955 thì hai nhà leo núi người Pháp đã trở thành những người đầu tiên chinh phục thành công đỉnh núi Makalu. Le Horseshoe là đỉnh núi cao thứ tư thế giới với độ cao là 8.516 m so với mực nước biển. Đỉnh này thì nằm ở khu vực giữa Trung Quốc và Nepal. Đỉnh này là một phần của khối núi Everest và có kết nối với đỉnh Everest. Đỉnh Le Horseshoe có hai ngọn núi phụ khác cũng ở những độ cao cực kỳ là ấn tượng, và cái sự kết hợp này cũng tạo thành một hình dáng giống như kim tự tháp. Trong tiếng Tây Tạng thì tên của ngọn núi này có nghĩa là phía nam. Đỉnh này cũng là một trong những đỉnh núi nguy hiểm và khó nhất với một lớp tuyết dày bao phủ quanh năm cùng khí hậu cực kỳ khắc nghiệt. Những cơn bão tuyết và sạt lở chính là thử thách lớn nhất với tất cả những ai muốn chinh phục ngọn núi này. Le Horseshoe lần đầu tiên được chinh phục vào năm 1956 bởi hai nhà leo núi Thụy Sĩ. Theo ước tính, đến năm 2008, có khoảng 371 người đã chinh phục thành công và có 20 người đã thiệt mạng ở trên đỉnh núi. Chúng ta cùng tiến vào top 3. Với độ cao là 8.598 m, Kanchenjunga là đỉnh núi cao thứ 3 thế giới và là đỉnh cao nhất tại Ấn Độ. Đỉnh này nằm dọc theo ranh giới giữa Ấn Độ và Nepal. Kanchenjunga có nghĩa là năm kho báu của tuyết, bởi vì ngoài đỉnh cao nhất thì xung quanh còn có 4 đỉnh nữa, cũng đều ở một độ cao trên 8.450 m. Người dân tin rằng năm đỉnh núi này đại diện cho các kho báu, đó là vàng, bạc, đá quý, ngũ cốc và sách thánh. Và trong số 5 đỉnh này thì có 3 đỉnh thuộc Ấn Độ, còn 2 đỉnh thuộc Nepal. Núi Kanchenjunga sở hữu một thảm động thực vật vô cùng đa dạng, bao gồm cả gấu trúc đỏ và những loài chim hiếm. Hiện nay cả hai nước Nepal và Ấn Độ cũng đang có những dự án để bảo toàn thảm động thực vật quý hiếm ở đỉnh này. Là đỉnh núi cao thứ 3 trên thế giới, chinh phục được Kanchenjunga không hề dễ dàng bởi tình trạng tuyết lở xảy ra thường xuyên.
đỉnh Kanchenjunga lần đầu tiên được chinh phục bởi hai nhà leo núi người Anh, đó là Joe Brown và Jack Brand vào năm 1955. Ngoài ra, theo truyền thuyết của những người địa phương, núi Kanchenjunga là hiện thân của một nữ thần, người đã cố gắng giết mọi phụ nữ cố gắng leo lên đỉnh. Người địa phương thì cực kỳ tin vào câu chuyện này, họ cho rằng phụ nữ không thể nào chinh phục được đỉnh Kanchenjunga cho đến năm 1998, khi nữ nhà leo núi tới từ nước Anh, đó là Janet Harrison đã chinh phục được đỉnh. 4 năm sau thì bà qua đời khi chinh phục một đỉnh núi khác cũng thuộc dãy Himalaya. Ở vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng ngày hôm nay là đỉnh núi K2. Đỉnh núi K2 nằm ở vị trí biên giới giữa Tân Cương và Pakistan. Đỉnh có độ cao là 8.611m so với mực nước biển và được cho là chỉ kém 200m so với cái tên đứng ở vị trí quán quân trong danh sách này. Đỉnh K2 được đo đạt bởi người Ấn vào năm 1865. Đỉnh còn có tên khác đó là Godwin Austin, được đặt theo tên của một nhà địa chất người Anh khi đến khảo sát và tìm ra nơi này. Ngoài ra, cái tên K2 được lấy từ chữ cái đầu tiên của dãy Karakoram. Đỉnh K2 được mệnh danh là ngọn núi khó để chinh phục và có tỷ lệ tử vong trong quá trình leo núi cao thứ 2 trên thế giới, đó là 23%. Theo ước tính thì cứ 4 người leo lên đỉnh K2 thành công thì sẽ có một người thiệt mạng bởi thiếu oxy, kiệt sức hoặc gặp phải những tai nạn khác ở trong quá trình chinh phục. Đỉnh núi K2 thì có địa hình vô cùng nguy hiểm với các sườn đá dốc đứng trơn trượt kèm theo rất nhiều những cái tảng băng khổng lồ. Không những thế, thời tiết ở đây cũng cực kỳ khó đoán với những trận lở tuyết, bão tuyết dữ dội tưởng chừng có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. Các nhà leo núi đặt biệt danh cho K2 là ngọn núi hoang dã do độ khó chinh phục của nó. Những nỗ lực của con người để chinh phục đỉnh K2 bắt đầu từ những năm đầu của thế kỷ 20 nhưng mà đều thất bại. Chỉ đến năm 1954, đỉnh núi này mới chính thức được một đoàn thám hiểm người Italia dẫn đầu và chinh phục thành công. Không chỉ có vậy, đỉnh K2 còn được xem là ngọn núi hấp dẫn nhất, là thánh đường cuối cùng của những nhà leo núi bởi nơi đây chưa từng được chinh phục vào mùa đông. Từ tháng 12 năm 2020, đã có 50 vận động viên leo núi tham gia vào cuộc thám hiểm đầy tham vọng để chinh phục đỉnh K2. Nhưng mãi đến ngày 20 tháng 1, lần đầu tiên trong lịch sử, có 10 người Nepal đặt chân lên đỉnh núi cao thứ 2 thế giới vào mùa đông và thời tiết ở trên đỉnh K2 lúc bấy giờ là âm 40 độ C. Và cuối cùng, quán quân của ngày hôm nay, đỉnh núi cao nhất thế giới, nóc nhà của thế giới và là cái tên chắc chắn ai trong số chúng ta cũng biết đến, đó chính là đỉnh Everest. Đỉnh Everest là đỉnh núi cao nhất thế giới thuộc dãy Himalaya với độ cao chính xác là 8.848,86m so với mực nước biển. Toàn là 8, 6 và lẻ một số 4, tất cả đều là những số chẵn. Và điều thú vị là đỉnh Everest vẫn đang cao thêm khoảng 2,5cm mỗi năm do hoạt động kiến tạo địa chất. Everest tọa lạc tại biên giới giữa Nepal và Trung Quốc. Trong tiếng Nepal, ngọn núi này có tên là Sagarmatha, có nghĩa là chán trời. Và trong tiếng Tây Tạng, nó được gọi là thánh mẫu của vũ trụ. Còn trong tiếng Trung Quốc thì họ gọi là gì? Trong tiếng Trung Quốc họ gọi là Châu Mục Lãng Mã Phong, hoặc được dịch là Thánh Mẫu Phong hay là đỉnh núi của Thánh Mẫu, nằm trong dãy Himalaya, tức là Hy Mã Lạp Sơn. Tiếng tiếng Anh của đỉnh núi Everest được đặt bởi một nhà quan trắc người Ấn Độ, Arul Scottwat. Ông đã quyết định đặt tên ngọn núi theo tên của Sir George Everest, cấp trên và là người tiền nhiệm của ông. Sir George Everest là một người tới từ Vương quốc Anh, cụ thể ông đến từ xứ Wales. Có thể nói Everest là một trong những nơi có môi trường khí hậu khắc nghiệt nhất hành tinh. Nhiệt độ trung bình ở nơi đây là khoảng âm 19 độ C vào mùa hè và âm 36 độ C vào mùa đông. Vì là nóc nhà của thế giới nên Everest là một điểm đến cực kỳ hứa hẹn, lý tưởng đối với rất nhiều những nhà thám hiểm, những người yêu thích sự mạo hiểm và những nhà leo núi trên toàn thế giới. Tuy nhiên, để mà chinh phục được nóc nhà của thế giới lại không phải là điều đơn giản mà cứ muốn là thực hiện được đâu. Trước khi bắt đầu hành trình leo núi, nhiều nhà thám hiểm đã chấp nhận một sự thật rằng mình có thể sẽ không bao giờ quay trở lại được nữa. Everest được mệnh danh là ngọn núi tử thần thì có rất nhiều người đã tử vong ở đây trong quá trình leo núi vì những lý do như là thiếu oxy, suy tim, tê cóng, ngã, bị đóng băng hoặc thậm chí là bị chôn vùi ở trong bão tuyết. Họ đã đến và mãi mãi không trở về. Không những vậy, họ còn phải chấp nhận với một trong những mối nguy hiểm lớn nhất, đó là những cột băng, những tháp băng chênh vênh với kích thước khổng lồ, luôn có nguy cơ sập xuống bất kỳ lúc nào. Tại Nepal thì những ai muốn leo đỉnh Everest đều phải được chính phủ cấp phép và phải trả một khoản phí lên đến khoảng 12.000 đô la Mỹ. Vào năm 1953, Edmund Hillary, người New Zealand và Tenzin Norgay, một người Nepal, đã trở thành những người đầu tiên đặt chân đến đỉnh Everest và quay trở lại an toàn. Kể từ đó đã có hơn 1 vạn người leo lên đỉnh Everest và hàng trăm người đã nằm xuống mãi mãi ở nơi này.
Một sự thật đáng sợ là ước tính có đến hơn 200 thi thể những nhà leo núi được phát hiện dọc đường đi của đỉnh Everest khi mà băng tan. Những thi thể này được bảo tồn hoàn hảo trong điều kiện giá rét và nhiệt độ cực thấp. Tuy nhiên, người ta vẫn không thể chôn cất họ một cách tử tế vì quá khó khăn trong việc di rời những thi thể này xuống chân núi. Vào năm 2008, Bùi Văn Ngợi, một thanh niên 25 tuổi tới từ Gia Lai và Phan Thanh Nhiên, 23 tuổi tới từ Vũng Tàu, cũng như Nguyễn Mậu Linh, 31 tuổi tới từ Hà Nội, đã trở thành những người Việt Nam đầu tiên chinh phục đỉnh Everest. Lúc đó anh Ngợi và Nhiên là sinh viên của Đại học Thể dục Thể thao, còn Linh là vận động viên quyền Anh. Đúng 6 giờ sáng theo giờ địa phương, tức là 7 giờ 15 phút theo giờ Hà Nội, anh Ngợi đã đặt chân đến độ cao 8.850m và lần đầu tiên lá cờ Việt Nam đã tung bay trên nóc nhà của thế giới. 2 giờ sau, Nhiên và Linh cũng đã thành công chinh phục đỉnh núi này. Vâng, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi câu chuyện về đỉnh núi cao nhất thế giới, đỉnh Everest và 9 đỉnh núi còn lại nằm trong top 10. Nếu cảm thấy thú vị thì bạn đừng quên nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Chào mừng và cảm ơn đã đến với bình luận viên Hải Thanh Story. Còn bây giờ thì xin đừng nói lời chào tạm biệt.